Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất hành tinh, với xấp xỉ 10% sinh vật trên thế giới sinh sống. Tuy nhiên, vì một vài lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đã khiến một số loài động vật ở nước ta đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Những loài động vật này sẽ được nhà nước ghi tên trong danh mục sách đỏ, nhằm đưa ra các biện pháp bảo tồn loài. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá tìm hiểu về những loài động vật có tên trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam nhé. Sách đỏ động vật Việt Nam, kỳ 25, cáo đỏ. Cáo đỏ, ở Việt Nam được gọi đơn giản là cáo. Chúng là loài lớn nhất trong chi cáo, và là một trong những thành viên phân bố rộng rãi nhất của bộ ăn thịt. Chúng có tên khoa học là Vulpes vulpes, chi cáo Vulpes, họ chó Canidae, bộ ăn thịt Carnivora, lớp thú. Về đặc điểm nhận dạng, là loài lớn nhất của chi cáo, cáo đỏ có mõm dài, tai to vĩnh, bộ lông màu đỏ hạt dẻ xỉn, mặt vàng bóng điểm chỉ xanh ở háng. Chân trước có vạch đen ở mặt trước, hẹp và viền hoe đỏ dài đến vai. Đuôi, mặt trên màu hạt dẻ, mặt dưới trắng vàng da bò, lông dài có mốc tốt trắng. Đuôi cáo đỏ phủ lông và chỉ xuống đất khi chúng đứng yên. Đồng tử của chúng hình trái xoàn. Chúng có màng nháy, nhưng chỉ di chuyển khi chúng nhắm mắt. Chân trước có 5 ngón, trong khi chân sau chỉ có 4 ngón. Chúng có kích thước thay đổi theo cá thể, giới tính, tuổi và biến thể địa lý. Trung bình, cáo đỏ trưởng thành cao từ 35 đến 50cm, vai và chiều dài cơ thể từ 45 đến 90cm, và đuôi dài từ 32 đến 53cm. Tai chúng dài từ 7,7 đến 12,5cm. Trung bình cáo đỏ nặng 2,2 đến 14kg, con cái thông thường sẽ nhẹ hơn con đực khoảng 15 đến 20%. Về tập tính, thức ăn của cáo đỏ là các loài thú nhỏ, ví dụ như thỏ, nai, hoẵng, lợn rừng con, một số loài chim, gia cầm, bò sát nhỏ, đôi khi chúng cũng ăn trái cây và các loại rau củ. Thông thường cáo đỏ có thể chạy với vận tốc khoảng 6 đến 13 km/h và tốc độ tối đa của chúng là 50 km/h. Môi trường sống chủ yếu của cáo đỏ là rừng, ví dụ như rừng già, rừng tái sinh, rừng hỗn giao tre nứa, đồng cỏ. Người ta cũng ghi nhận được loài cáo này sống gần khu dân cư của con người. Cáo đỏ thường sống cùng nhau theo cặp hoặc nhóm nhỏ bao gồm các gia đình, chẳng hạn như một cặp cáo bố mẹ và các con của chúng, hay một cáo đực với một số cáo cái có quan hệ họ hàng. Đôi khi cũng có các cá thể cáo đỏ sống cô độc. Các cáo con ở lại với bố mẹ của chúng để được huấn luyện kỹ năng săn mồi, mặc dù cáo đỏ có xu hướng giết những loài săn mồi nhỏ hơn, bao gồm các loài cáo khác. Nó là loài dễ bị tổn thương trước các loài săn mồi khác như sói xám, sói đồng cỏ, chó rừng lông vàng và các loài họ mèo cỡ vừa và lớn. Dù cáo đỏ có tầm nhìn hai mắt, nhưng chủ yếu chúng chỉ có thể nhìn thấy vật chuyển động. Thính giác của chúng rất tốt, có thể xác định âm thanh trong một độ ở tần số từ 700 đến 3000 Hz, ít chính xác ở các tần số cao hơn. Khứu giác của chúng rất tốt, và chúng thường dựa vào khứu giác của mình để tìm kiếm thức ăn. Con cái của loài này đạt đến tuổi sinh sản khá sớm, chỉ sau 9 đến 10 tháng tuổi chúng đã đạt đến tuổi sinh sản. Cáo đỏ mang thai khoảng 52 ngày, mỗi lứa đẻ từ 4 đến 6 con. Cá biệt đôi khi số lượng cáo con của lứa đẻ có thể nhiều hơn. Khi mới sinh, cáo con chỉ nặng khoảng 113 gram, cơ thể dài từ 14 đến 15 cm, đuôi dài khoảng 7 cm. Cáo con không thể tự điều chỉnh thân nhiệt của bản thân, vì vậy cáo mẹ sẽ ở bên ủ ấm và chăm sóc chúng suốt thời gian sơ sinh của con non. Trong khi đó, cáo đực hoặc cáo cái cùng đàn sẽ có trách nhiệm săn mồi và mang thức ăn đến cho cáo mẹ đang chăm con. Cáo con mới sinh có mắt màu xanh lam chuyển dần sang hổ phách sau khoảng 2 tuần tuổi. Sau khoảng 3 đến 4 tuần tuổi cáo con có thể dời ổ, và sau 6 đến 7 tuần thì cai sữa. Trong điều kiện nuôi nhốt, cáo đỏ có thể sống đến 15 tuổi. Trong môi trường hoang dã, tuổi thọ trung bình của chúng ngắn hơn nhiều, chỉ từ 3 đến 5 năm. Cáo đỏ là loài có biểu hiện lưỡng hình, giới tính nhẹ. Về phân bố, là loài có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường mới. Vì vậy loài này có vùng phân bố rất rộng. Chúng có mặt trên toàn bộ bắc bán cầu bao gồm hầu hết Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á cộng với một phần của Bắc Phi. Loài này cũng được du nhập đến Úc. Ở Việt Nam ghi nhận chúng sinh sống tại Cao Bằng, Lạng Sơn và một số tỉnh thành khác ở phía Bắc Việt Nam. Về giá trị, ở Việt Nam cáo đỏ là loài quý hiếm, rất ít khi bắt gặp các cá thể loài này ở trong tự nhiên. Vì vậy chúng được coi là nguồn gen quý, có giá trị khoa học cao.
trong văn hóa. Cáo đỏ gắn liền với văn học dân gian của nhiều quốc gia. Một số tác phẩm có thể kể đến như các câu chuyện Ngụ Ngôn Aesop, Con cáo và trùm nho, Cáo và quả, Cáo và sư tử, Con cáo và tiều phu, Con cáo và chiếc mặt nạ, vân vân. Trong ngụ ngôn dân gian Việt Nam có câu chuyện cáo, thỏ và gà trống. Cáo đỏ cũng mang nhiều nét văn hóa tâm linh ở các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, chúng được coi là một thế lực tâm linh mạnh mẽ. Ngày nay tại một số quốc gia đã hợp pháp hóa việc nuôi cáo đỏ làm thú cưng. Là loài động vật săn mồi, cáo đỏ giúp điều hòa các quần thể con mồi của chúng trong tự nhiên. Tình trạng loài. Lịch sử của cáo đỏ gắn liền với con người. Chúng bị con người coi là loài động vật có hại, chuyên bắt gia cầm, gia súc nhỏ, đào phá rau củ. Ngoài ra cáo đỏ là loài có bộ lông tuyệt đẹp, thế nên chúng trở thành đối tượng của ngành thời trang lông thú. Vì vậy nên chúng bị săn, bẫy bắt một cách cực đoan, với lý do là bảo vệ gia súc, hoa màu và phục vụ thời trang. Chính tình trạng săn bắt cực đoan này đã đẩy loài cáo đỏ đến nguy cơ bị tuyệt chủng. Ở Việt Nam hiện nay rất hiếm khi có thể bắt gặp loài cáo này trong tự nhiên. Biện pháp bảo vệ. Dù là loài quý hiếm của Việt Nam, tuy nhiên trên thế giới loài này rất ít được quan tâm, thậm chí ngay cả tại Việt Nam, cũng chưa có nghị quyết cụ thể nào nhằm bảo vệ loài cáo này. Chúng có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần động vật, trang 53, phân hạng DD. Cần tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không săn bắt, buôn bán loài cáo này, cũng như không sử dụng những sản phẩm từ nông cáo nói riêng, và nông các loài động vật khác, bảo vệ rừng nơi có loài cáo này sinh sống. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy nhấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Đừng quên nhấn đăng ký cùng nút chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Các bạn cũng có thể để lại ý kiến góp ý ở phần bình luận. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.